Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 3, cơ quan chức năng phát hiện có 8.400 g viên nén và 2.080 g ma túy dạng bột trong hành lý của 4 nữ tiếp viên thuộc hãng bay Vietnam Airlines, bao gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy cùng 3 nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân. Khi làm việc với cơ quan chức năng, 4 nữ tiếp viên hàng không tỏ ra bàng hoàng bất ngờ trước sự việc. Cả 4 người khai khi ở Pháp có một người chưa rõ lai lịch đã tiếp cận nhờ nhóm xách tay một số hàng hóa về nước, trả công 10 triệu đồng. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Song 4 tiếp viên này sẽ phải đối diện với hình phạt nào đang là chủ đề thu hút sự chú ý của dư luận. Chuyện tiếp viên hàng không vi phạm pháp luật, buôn lậu không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, chuyện tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển trái phép chất ma túy là chưa từng có. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần làm rõ để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai và cũng không bỏ lọt tội phạm. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường trao đổi trên Vietnamnet, hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật. Những người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy chỉ có thể bị xử lý hình sự nếu người đó biết rõ đây là chất ma túy. Trong trường hợp cơ quan chức năng không chứng minh được những người này biết rõ những tuyếp đánh răng này là chất ma túy thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự với họ. Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, theo quy định của pháp luật, tội vận chuyển trái phép chất ma túy có lỗi cố ý trực tiếp, nghĩa là người thực hiện hành vi phạm tội phải biết là hành vi của mình nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện và mong muốn hậu quả xảy ra. Nếu các tiếp viên hàng không biết trong các tuyếp đánh răng là chất ma túy, họ sẽ bị xử lý hình sự với khung phạt cao nhất là 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình bởi số ma túy là đặc biệt lớn. Còn trường hợp các nữ tiếp viên không biết trong số tuyếp đánh răng được vận chuyển về Việt Nam có chứa chất ma túy thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự với họ. Ông Đặng Văn Cường cho hay, cơ quan điều tra sẽ tạm giữ hình sự đối với các tiếp viên hàng không xách tay ma túy để làm rõ việc vận chuyển được thực hiện như thế nào, ai là người gửi, ai là người nhận và số tiền vận chuyển là bao nhiêu. Việc chứng minh các nữ tiếp viên hàng không có biết đây là chất ma túy hay không thuộc trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào diễn biến hành vi, mức độ nhận thức, đặc điểm về nhân thân, các mối quan hệ của các nữ tiếp viên này và các tình tiết khác có liên quan để xác định các nữ tiếp viên này có biết đây là chất ma túy hay không. Theo luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm chứng minh tội phạm và theo nguyên tắc suy đoán vô tội, một người chỉ có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án. Lời khai nhận tội không được coi là chứng cứ buộc tội nếu lời khai đó không phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác để phản ánh sự thật khách quan. Bởi vậy, việc các nữ tiếp viên này có thừa nhận đây là chất ma túy hay không thì không phải là vấn đề quan trọng. Kể cả trường hợp các nữ tiếp viên này thừa nhận họ biết đây là chất ma túy, nhưng nội dung này không phù hợp với các tình tiết diễn biến của vụ việc thì không thể kết tội họ. Ngược lại, nếu các nữ tiếp viên này không thừa nhận số ma túy này do mình vận chuyển nhưng cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy các nữ tiếp viên này biết đây là chất ma túy nhưng vẫn cố tình vận chuyển thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy mà không phụ thuộc vào việc bị can có nhận tội hay không. Liên quan đến vấn đề trên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị cáo buộc mang hơn 11 kg chất cấm giấu trong các tuyếp kem đánh răng có trong hành lý từ Pháp về Sài Gòn là đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý thận trọng, khách quan theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Thơm, thông thường những vụ việc người nhập cảnh bị phát hiện có cất giấu ma túy là rất bất lợi, không phụ thuộc vào ý thức chủ quan biết hay không biết có ma túy trong hành lý được người khác nhờ gửi. Việc xác định có tội hay không sẽ được cơ quan điều tra chứng minh bằng các chứng cứ khách quan như các tin nhắn, thông tin trao đổi gửi hàng. Cũng theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, việc soi chiếu hành lý của các nữ tiếp viên thấy số lượng lớn tuyếp kem đánh răng, nước súc miệng được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam là bất thường nên bằng kinh nghiệm nghiệp vụ, sự nhạy cảm nghề nghiệp đã được các cán bộ hải quan phát hiện. Trong trường hợp nếu cơ quan điều tra có căn cứ xác định 4 nữ tiếp viên hàng không này có tội sẽ bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm H khoản 4 điều 250 Bộ luật hình sự. Luật sư Thơm cũng cho biết cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định trọng lượng, loại, hàm lượng ma túy để làm căn cứ xử lý theo luật. Nếu bị kết tội vận chuyển trái phép chất ma túy với trọng lượng lớn hơn 11 kg là đặc biệt lớn, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Tòa án Nhân dân tối cao về đường lối xử lý về tội phạm ma túy thì cả 4 nữ tiếp viên sẽ phải đối mặt với bản án tử hình. Theo điểm 3.2 khoản 3 mục 2 Thông tư Liên tịch 17/2007 TT-LT-BCA VKSN-DTC TANDTC BTP vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào. Trong đó, hình thức vận chuyển trái phép chất ma túy bao gồm vận chuyển trái phép chất ma túy bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu bay, tàu thủy, trên các tuyến đường khác nhau như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện. Vận chuyển trái phép chất ma túy để trong người như cho vào túi áo, túi quần, nuốt vào trong bụng, để trong hành lý như vali, túi xách v.v. mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác. Đối với người giữ hộ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác mà biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy của người đó thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm. Về chủ thể, căn cứ theo khoản 1 điều 12 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, người đủ 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có hành vi vi phạm pháp luật về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Về mặt khách quan, các yếu tố cấu thành vận chuyển chất ma túy như sau: người phạm tội sử dụng các phương tiện đường bộ, ô tô, xe máy, xe khách, phương tiện đường thủy, tàu thuyền, cano, phương tiện đường sắt hoặc sử dụng các loại hình phương tiện khác. Mục đích sử dụng phương tiện này là nhằm vận chuyển chất ma túy từ địa điểm này sang một địa điểm khác. Về mặt khách thể, người phạm tội có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi xâm phạm đến các quy định của nhà nước về quản lý các chất ma túy và phòng chống ma túy. Mặt chủ quan, những người tham gia vào tội vận chuyển trái phép chất ma túy thực hiện hành vi có lỗi cố ý, tức là người phạm tội biết trước được hậu quả sẽ xảy ra khi thực hiện hành vi của mình và rất mong muốn hậu quả xảy ra. Người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 như sau. Khung 1. Trường hợp phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị phạt từ 2 đến 7 năm tù. Theo khoản 1 điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 251 và 252 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Nhựa thuốc viện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng từ 1g đến dưới 500g, heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA hoặc XLR11 có khối lượng từ 0,1g đến dưới 5g, lá cây coca, lá khát, lá cây Catha edulis, lá rễ thân cành hoa quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định có khối lượng từ 1kg đến dưới 10kg. Quả thuốc viện khô có khối lượng từ 5kg đến dưới 50kg. Quả thuốc viện tươi có khối lượng từ 1kg đến dưới 10kg. Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 1g đến dưới 20g. Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích dưới 10ml đến dưới 100ml. Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm B đến điểm H khoản 1 điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Khung 2. Trường hợp phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị phạt từ 7 đến 15 năm. Các trường hợp được quy định tại khoản 2 điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy cụ thể như sau: có tổ chức phạm tội 2 lần trở lên, lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức, sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội, qua biên giới, nhựa thuốc viện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng từ 500g đến dưới 1kg, heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA hoặc XLR11 có khối lượng từ 5g đến dưới 30g, lá cây coca, lá khát, lá cây Catha edulis, lá rễ thân cành hoa quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định có khối lượng từ 10kg đến dưới 25kg. quả thuốc viện khô có khối lượng từ 50 kg đến dưới 200 kg, quả thuốc viện tươi có khối lượng từ 10 kg đến dưới 50 kg. Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 g đến dưới 100 g. Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 ml đến dưới 250 ml. Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm G đến điểm N khoản 2 điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, tái phạm nguy hiểm. Khung 3. Trường hợp phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm theo khoản 3 điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. Nhựa thuốc viện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng từ 1 kg đến dưới 5 kg, heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA hoặc XLR11 có khối lượng từ 30 g đến dưới 100 g, lá cây coca, lá khát, lá cây Catha edulis, lá rễ thân cành hoa quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kg đến dưới 75 kg. Quả thuốc viện khô có khối lượng từ 200 kg đến dưới 600 kg, quả thuốc viện tươi có khối lượng từ 50 kg đến dưới 150 kg. Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 g đến dưới 300 g. Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 ml đến dưới 750 ml. Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm A đến điểm G khoản 3 điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Khung 4. Trường hợp phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, cụ thể tại khoản 4 điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Nhựa thuốc viện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng 5 kg trở lên, heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA hoặc XLR11 có khối lượng 100 g trở lên, lá cây coca, lá khát, lá cây Catha edulis, lá rễ thân cành hoa quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định có khối lượng 75 kg trở lên, quả thuốc viện khô có khối lượng 600 kg trở lên, quả thuốc viện tươi có khối lượng 150 kg trở lên. Các chất ma túy khác có thể rắn có khối lượng 300 g trở lên, các chất ma túy khác có thể lỏng có thể tích 750 ml trở lên, có 2 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm A đến điểm G khoản 4 điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo khoản 5 điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!